Vâng, xin chào mọi người. Thì đến với chương trình ngày hôm nay thì Bảo Trâm muốn chia sẻ đến với các bạn một số thông tin xoay quanh về vấn đề kinh tế ở Singapore. Đó là từ một nước thuộc thế giới thứ ba thì Singapore đã vươn mình thành một quốc gia hàng đầu trên thế giới về mọi phương diện. Vậy thì phép màu kinh tế Singapore dưới bàn tay của ông Lý Quang Diệu trải qua những thời kỳ như thế nào? Thì khi các nhà lịch sử ghi chép lại sự trỗi dậy của những con rồng châu Á thì họ thường tập trung hơn vào những nền kinh tế lớn nhất ở khu vực như là ở Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ và những nhà lãnh đạo tại đây. Nhưng mà có một cái tên khi mà người ta nhắc đến, lập tức nghĩ ngay đến một biểu tượng chói sáng, con người tiên phong xuất chúng, người sáng lập nên quốc gia nhỏ bé nhưng phú cường bậc nhất khu vực, đó là cố thủ tướng Singapore ông Lý Quang Diệu. Thì ít ai phản đối rằng những gì mà ông Lý Quang Diệu đã làm đối với quốc gia nhỏ bé của mình là một phép màu về mặt kinh tế. Từ một nước thuộc thế giới thứ ba thì Singapore hiện là một trong những nền kinh tế phát triển nhất ở trên thế giới. Nơi đây cũng ghi dấu ấn là một ốc đảo xanh và sạch tuyệt đối với những học viện, đại học danh tiếng và nền kinh tế thị trường thì rộng mở. Chỉ với diện tích là 715 km², song thì Singapore lại thuộc nhóm có GDP bình quân đầu người cao nhất ở trên thế giới. Năm 1965 thì thu nhập bình quân của người dân chỉ ở mức là 500 đô mà thôi. Đến năm 1991 thì con số này đã lên 14.500 đô và hiện ngày nay thì đạt mức là 55.000 đô. Và nhiều cuốn sách, nghiên cứu đã được viết ra để cố gắng miêu tả về phép màu này. Sau thời gian dài là thuộc địa của Anh thì hòn đảo nhỏ bé này đã biến đổi ngoạn mục chỉ trong vòng ít năm khi giành quyền tự trị năm 1959 dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Lý Quang Diệu. Nhập vào với Malaysia vào năm 1963 và tách ra thành một quốc gia độc lập vào năm 1965. Và lúc này đây thì đất nước Singapore đang gặp nhiều khó khăn. Dân số của quốc gia mới thành lập là một tập hợp những người nhập cư, dân buôn bán nhỏ, có cả những người bị kết án tù và một nhóm thương nhân, kinh doanh, vốn thì bị ảnh hưởng nặng nề bởi sau các cuộc xung đột kinh tế và sắc tộc, tài nguyên thì lại nghèo nàn. Nhiều nhận xét dành cho Singapore lúc này cho rằng hứa hẹn tương lai là không mấy đáng hứa hẹn. Và người đứng đầu đó, ông Lý Quang Diệu đã nhìn thấy con đường mà ông sẽ đưa đất nước tiến lên. Sau khi rời khỏi Liên minh Malaysia thì ông đã xác định Singapore cần phải nhìn vượt lên trên người láng giềng không mấy thân thiện này và làm giàu bằng cách xuất khẩu những sản phẩm cao cấp cho các nước giàu ở phương Tây và ở Nhật Bản. Và một trong những dấu ấn quan trọng nhất mà ông Lý Quang Diệu đã làm để phát triển kinh tế đó chính là thành lập Ban Phát triển Kinh tế, hay còn gọi đó là EDB, ngay từ năm 1961 với mục đích là tạo lập nên các chính sách kinh tế quốc gia. Và ban đầu thì EDB chỉ tập trung vào những ngành công nghiệp sản xuất, thu hút vốn đầu tư và có nhiều tập đoàn công nghiệp được thành lập. Chính sách thuế thì hấp dẫn, chi phí hoạt động thấp cùng với lại môi trường nhân công nói tiếng Anh đã thu hút hàng loạt tập đoàn, công ty của người nước ngoài ồ ạt đổ đến Singapore để làm ăn. Và nước này cũng đã thu hút được hai đại gia dầu lửa của thế giới, đó chính là Shell và Esco, đến xây dựng nhà máy lọc dầu. Và đến giữa năm 1970 thì Singapore đã trở thành trung tâm lọc dầu lớn thứ ba ở trên thế giới. Và theo lý giải của một số những nhà lãnh đạo EDB thì sự cởi mở về mặt thu hút vốn đầu tư được áp dụng ngay từ những ngày đầu thành lập. Và khi nhận ra rằng các tập đoàn đa quốc gia khi đến Singapore sẽ mang theo cả hệ thống phân phối và cả thị trường của họ. Do đó, khi các tập đoàn sản xuất tại đây và xuất khẩu ra nước ngoài, họ cũng mở ra cho Singapore cánh cửa tới phần còn lại của thế giới. Và dấu ấn quan trọng khác mà ông Lý Quang Diệu đã tạo ra đó chính là Ban Phát triển Nhà ở, hay còn gọi là HDB. Thì vào đầu những năm 1960, một thay đổi ảnh hưởng đến đại đa số dân chúng ở Singapore sau này. Vào những ngày đầu thì mục tiêu quan trọng nhất của HDB đó chính là xây dựng càng nhiều chung cư giá rẻ thì càng tốt, nhằm giúp cho người dân có thể thuê được chỗ ở với chất lượng nhưng mà chi phí thì rất là thấp. Và chỉ trong một thời gian ngắn thì HDB đã biến đổi những khu đầm lầy thành các tòa nhà chung cư, giúp những người gốc Singapore hay là gốc Trung Quốc, Malaysia, Ấn Độ rời khỏi cái đặc khu của mình để hòa nhập vào các cộng đồng chung được quy hoạch ngăn nắp. Và giai đoạn sau này thì người dân sẽ được phép mua lại những căn hộ mà họ đã thuê. Chính phủ cũng sẽ trải qua nhiều lần nâng cấp, thay mới những cái tòa nhà cũ này để đem lại cho người dân cái cuộc sống tốt hơn. Và ngày nay thì 82% dân cư Singapore sống trong các căn hộ do HDB cung cấp. Còn ngoài khía cạnh kinh tế thì chính phủ của ông Lý Quang Diệu cũng nhấn mạnh vào hệ thống giáo dục. Singapore áp dụng tiếng Anh vào ngôn ngữ trong trường học ngay từ những ngày đầu, nhấn mạnh vào giáo dục thực hành với mục đích là tạo ra những lực lượng lao động tay nghề cao, hoàn toàn thích ứng với ngành công nghiệp, việc làm ngay sau khi ra trường. Và còn rất nhiều những điều mà ông đã cống hiến khiến người dân Singapore không bao giờ quên được. Và để tìm hiểu rõ hơn về thủ tục du học Singapore như thế nào, các bạn cũng có thể truy cập ngay vào website tindaiduong.edu.vn hay là tddvn.com.
com. Ngoài ra các bạn cũng có thể lên ngay văn phòng công ty theo địa chỉ 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất. Tân Đại Dương có 2 chi nhánh ở quận 5 và thành phố biển Nha Trang. Lưu ý không có chi nhánh ngoài Hà Nội. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Vâng, xin chào tất cả các bạn và đến với chương trình chia sẻ ước mơ du học ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và trao đổi với bạn Hồng Vân để biết được lý do vì sao bạn lại chọn đảo quốc sư tử Singapore làm điểm đến du học của mình nhé. Chị xin chào Hồng Vân. Xin chào chị. Rồi, Hồng Vân có thể giới thiệu đến với các bạn về bản thân của em được không? Em tên là Nguyễn Thị Hồng Vân. Em ở Đắk Lắk. Em vừa tốt nghiệp cấp 3. Bây giờ là em có dự định để qua Singapore để tiếp tục ước mơ của mình du học. Sở thích của em thì rảnh rỗi thì em thường là lướt web để nghiên cứu, học tập thêm, xem phim, đi dạo bạn bè. Chị cho chị hỏi là lý do vì sao em lại chọn Singapore để làm điểm đến du học của mình? Tại vì Singapore là một đất nước gần Việt Nam, cũng có nhiều người Việt Nam mình sinh sống ở đó, lại món ăn của người Việt Nam thì rất là dễ ở Singapore. Singapore rất là đẹp, trong sạch. Nước Singapore là một nước có nền giáo dục rất là tiên tiến so với các nước trên thế giới. Nếu vậy thì cái lộ trình mà khi Vân qua bên Singapore học thì nó sẽ như thế nào vậy em? Lộ trình của em là đầu tiên là học tiếng Anh. Tiếng Anh của em không được tốt nên là em muốn trau dồi thêm vốn tiếng Anh của mình. Em học 2 cấp độ. Rồi sau đó em sẽ tiếp tục học cao đẳng ngành là quản trị nhà khách sạn của trường Nam Giang. Sau đó nếu có thể thì em sẽ tiếp tục lên đại học. Em chọn trường Nam Giang vì sau khi học cao đẳng 8 tháng em có thể đi thực tập và có thể tự kiếm tiền chi phí cho học tập của mình sau này. Rồi khi mà em làm hồ sơ đây thì em có cảm nhận như thế nào về dịch vụ của Tân Đại Dương? Em biết được dịch vụ của Tân Đại Dương qua những trang web và bạn bè của em giới thiệu. Em làm hồ sơ ở đây thì có các chị tư vấn viên đó là tận tình tư vấn cho em, chỉ dạy em từng bước để em hoàn thành hồ sơ rất là nhanh. Người tư vấn của em là chị Hồng Ly. Bắt đầu em tới thì em cũng rất là bỡ ngỡ, không biết là mình sẽ bắt đầu từ đâu, nhưng mà chị rất là nhiệt tình hướng dẫn cho em từ đầu tới cuối, rất là dễ dàng. Rồi, nếu vậy thì sau khi mình học qua xong ở Singapore đó thì em có dự định gì cho tương lai của mình chưa? Sau khi học ở Singapore thì em thích được làm việc tại Singapore và hoặc là em sẽ quay về Việt Nam để làm việc ở đất nước mình. Nhà lúc đó thì em đang ở nhà và em nhận được cuộc điện thoại của chị Ly là tư vấn viên của Tân Đại Dương gọi cho em, tức là em rất là vui, rất là bất ngờ, không ngờ lại nhanh như vậy. Bây giờ em có thể sang Singapore để du học rồi, nếu mà bạn bè hay người thân của em có ý định là du học thì tất nhiên là em sẽ giới thiệu Tân Đại Dương cho bạn bè và người thân. Tại vì dịch vụ của Tân Đại Dương rất là tốt. Chị cảm ơn những chia sẻ của Hồng Vân đã đến cho các bạn ha. Và chị hy vọng rằng là sau cái thời gian học của em thì em sẽ có thể thực hiện được cái ước mơ mà em mong muốn nha. Dạ, em cảm ơn chị. Và vừa rồi thì các bạn cũng đã phần nào hiểu được lý do vì sao Vân lại chọn Singapore làm điểm đến với học của mình rồi. Và những bạn nào cũng đang có định đi du học thì các bạn hãy liên hệ ngay với công ty Tân Đại Dương theo địa chỉ 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất. Ngoài ra cần hỗ trợ nào thêm nữa các bạn cũng có thể gọi ngay đến số điện thoại 0838484879. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.